Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Diệt Khải em ơi. Và hiện tại ở video này thì Khải sẽ bắt đầu mở phiên đấu giá. Sau khi trận công thành chiến vừa rồi thì bán áo được 4 thành nha mọi người. Bán áo được 4 thành Lâm An, Tường Dương, Hình Đô và Đại Lý. Thì được một số ngựa thời hạn 7 ngày. Đó, 3 con bông tiêu, một con khả năng mang là 3 con và 3 con phi dân. Và 6 cái bách bảo rương như này. Và một số túi như là hộp quà công thành Lâm An này, hộp quà công thành Tường Dương, hộp quà công thành Đại Lý, Đại Lý còn 5 cái thôi. Rồi lại là một lỡ bao set tinh hồng này, một lỡ bao set tinh hồng 2 nữa này, và cái này là 3 set. Rồi thì tinh thì 3 và một mớ đồ trong này nữa, thì tinh nữa này. Và vài rương vũ khí nữa nè. Đây. Rồi. Đây. Thì tinh này, thì tinh này. Và 1, 2, 2 túi, 4 túi vũ khí, 6 cây vũ khí là cái này đó. Rồi. 3. Đó, anh em ơi. Đấu giá này em ơi. À, bắt bao rương này có 6 rương nha anh em. Rương này thì trung bình một rương nhiêu anh em ơi? Anh em cho cái giá thôi anh em. Bắt rương này bao nhiêu, trung bình một rương nhiêu? Đâu phải là cái gì? Phải là cái gì nhỉ? Ok. À, ở ngoài 300 xu thì anh em 250. Anh em mua nhiều ít lên em ơi. Lên 10 xu cho vui. Đó, phiên đấu giá bắt đầu. 6 rương nha anh em. Anh em mua nhiều chất lên em ơi. 6 rương. 250 7 giùm anh cái Khải. Nhân 8 luôn, có 6 rương anh ơi. Cái gì đấy? Bắt bảo rương mà trong phòng đấu giá. Để cho anh. Ông cứ bắt bảo rương này là mở định quốc ăn bao nhiêu tình anh. À thế thôi. Ừ, chứ không phải rồng kia. Ừ. Ai Tam Thánh. Tam Thánh 6 rương. Alo không anh em ơi? Đây. Không phải bắt đấu rương hả? Ừ, đúng rồi. Thôi lại đi. Đụng cái tao tưởng bắt đấu rương. Giờ cái rương này bao nhiêu nè? Như rương này bố luôn anh. Có ai mở không nè? Anh tưởng bắt đấu rương. À, ok em bỏ đi. Tại vì em rương này là rương bảo chân. Ừ, bảo rương trong bảo, rương trong bảo. Bảo rương trên bảo. Rồi, 100 xu một rương. Anh lộn rồi. Bảo cho dành em thêm một ca vạn mới viên nha, thiếu bút viên quay. 6 rương này em ơi. Ừ, tuần trước Khải bị mất. Về lấy đồ boss không lăn độ nè. Tuần Dương Nam em ơi. À, giao dịch em 1k vạn đem đi mua phao đồ mà với lại thay 100 bình thuốc viên. Anh em giao dịch đồ boss phong độ với lại đồ boss thôn 22 giờ Tuần Dương Nam giúp Khải anh em ơi. Nãy chưa ai giao dịch nè anh em, về nhận về giao dịch giúp Khải này, giao dịch nghe mi nè. Thương Nam anh em ơi. 110. Rồi giao dịch nhận luôn 6 rương này nhận ơi. Ấy, 150 hả? Á đâu? Thôi cho Android đấu cũng được, ok, 550. Tưởng không ai đấu nè, có người đấu là ok. Rồi, tiếp tục anh em ơi, 150, 6 rương. Anh Android mua bao nhiêu rương vậy? 200 rồi, 200. Cho anh nhận. Đấu nói chung đấu cho anh em có lương rồi nè, gì đâu. Thôi, mua giùm anh 100 bình thuốc viên nữa anh nghe. 100 bình thuốc viên là bao nhiêu? Anh em gom đồ bot anh em ơi. Hoàng 2 ở Tân Dương ấy. Em đi mua anh, em mua luôn đi. À, thứ giao dịch anh thêm 1k nữa đây. Giao dịch đạt được môn rồi anh em ơi. Giao dịch đạt được môn này. 200 xu. 200 xu cho anh Lâm Thiết Nhạc. Nó bắt các bạn mua các bạn nhanh. Giao dịch được boss phân độ mà anh em ơi. Rồi, 200 cho anh Lâm Thiết Nhạc về giờ luôn anh ơi. Còn cái vụ gì vậy? Xấu rương, về giao dịch em chặt luôn á. Cái gì mà 200 xấu rương ngon lành thế ta? 200 là mỗi rương là 200 xu anh. Biết rồi, biết rồi. Cho số rương mà sao 200 được. Đây, đâm bật mà đang chặt rương quá. Rồi, lấy số rương bỏ người lên xong. Đây, vừa rồi là đắt số rương cho nó chặt rương quá này mày. Cho nó buông qua chỗ kia này. Có 6 rương 200 xu hả? Đâu, số rương 1 rương 200 xu anh. 1 rương 200 xu chứ. Sao là số rương 200 xu? Rương bảo rương anh ơi. Mở ra ăn bao nhiêu tình định quốc á. Anh nhiều quá. Anh ở đâu vậy để anh giao dịch mà. Chín lên em, anh đưa. Lấy luôn. Chín lên anh. Ôi cái gì vậy? Đồ nhận đưa 200 xu thiệt hả? Tổng là bao nhiêu đấy nhỉ? 35 viên thủy tinh hả em? Đồ anh em này đấu giá không đi code rồi anh em. Thì viên thôi, anh đưa lắm em 5 viên. Khải báo là 4 kim rưỡi, 11 kim, 15 kim 5 em. Bao nhiêu ạ? 15 kim 5. Anh em không hiểu cái đấu giá rồi. Tương đương anh em ơi. Cái này là tương đương 100 xu nè. Tương đương 100 xu. Anh em đấu bao nhiêu lên nè anh em ơi. Không phải một rương. Không phải 6 rương đâu anh em ơi. Trời ơi anh em đừng chết rồi. Tương đương 100 xu một rương anh em ơi. Anh em là mua bao nhiêu rương thì ghi lên anh em ơi. Anh em không ít thì cả cứ tưởng là anh em mua tất cả luôn.
Giao dịch hả? Ừ, 6 rương 200 xu cho được nè, 1 rương 2, 1 rương 200 xu á. Anh Ba ơi, rương này mỗi ăn bao nhiêu tiền định quất anh em? Ê, Dương Tân Phong giao dịch qua này nè em ơi. Anh Ba ơi, đồ rương này không ai đấu chứ, giao dịch 6 rương giờ làm tiếng nhạn luôn quá ta, không ai đấu luôn anh em. Giao dịch cho tiếng nhạn luôn quá. Rương gì à? Ok, không ai đấu luôn, rương, bảo rương nè em. Ông nhà ông anh nhạn cũng tưởng là xấu rương 200 xu. Ủa nhiều à. Đâu không ai đấu luôn. Đâu không ai đấu luôn. Đâu không ai đấu gì vậy? Ừ. Rẻ bèo là 100 xu một rương thôi anh em. Đó, thầy giải 30 xu. Đấu mạnh lên. Ừ, không ai đấu luôn. Thôi không ai đấu. 6 rương. Đồ rương này mở ra là có thơ hơn là ra ăn ban đó. Mấy ông này không hiểu đấu giá hả trời? Không hiểu quy luật đấu giá. Anh 100 xu ít 6 kìa. Ai lên đó đúng rồi, đó. Ai muốn lên thì lên 110, ít 6, ít 3, ít 4 rồi đó. Em muốn mua nhiều rương thì ít lên. Không ít nữa. Ừ. Sao ít được? 6 rương. Còn anh Android đấu thì 50 xu đóng ngược lại sao đấu được? Anh Android đóng ngược lại 50 xu. Năm hết thôi, anh đưa 20 kia nè anh Ba ơi. Mở cái này mở trải nghiệm em 100 xu rẻ mà. Đang... Anh Cuốn ơi, anh Tâm Thánh trước rồi anh Cuốn ơi. Tâm Thánh trước rồi, Tâm Thánh trước rồi. Đây. Đây anh Ba nè. Ok, em thấy trời anh Ba được nhất nè. Thôi Phong Vũ ơi, cái này thì vài trăm xu thôi. Có 30-40 nghìn nữa. Rồi chốt anh Tâm Thánh trước nè em ơi. Không phải lên thì nhanh anh em ơi, để khả tiếp tục qua phiên khác nè. Nãy giờ có cái rương này mà không mất anh 5 phút rồi. Anh Vũ Đại ơi. Tư Nhiên Nam chó này nè. Bây giờ anh Ba ơi. Ba gì nói to anh em. À, 4 xu luôn. Ok, đem gây danh sách lương. Nè, xấu rương nè. Trăng bão nè, rẻ vãi, xấu xu. Rồi, mới ra ăn băng là ngon, giá trị ăn băng này được là ngon. Rồi. Đâu anh đâu. À, đi đổi giùm em anh ơi, cái rương em thiệt là không có cái gì đâu mà thối luôn anh Ba. Rồi, để anh đổi giùm. Ừ, đi đổi giùm em đi, chậm lắm. Rồi, tiếp tục anh em ơi. À, set tinh hồng này. Tinh hồng thì có 6 bộ này anh em ơi. Ok, à, ok. 6 bộ nha anh em, 6 bộ. Cái. 1. Ok, 6 viên. Trên xu, trên 1. Rồi, anh em mua nhiều đấu lên anh em ơi. Cái gì nữa? Giao dịch qua cho anh Ba. Em đấu giá các anh em. Mấy ngày coi nó hết ca dạng rồi. 6 bộ anh em ơi, 6 bộ anh em ơi. Anh em đâu cần tinh thần đấu đi anh em ơi. Không đấu, khả đấu cho hết 6 bộ luôn. 6 xu. Kéo nhiều giùm 3 rương luôn cái ơi. Sao anh lúa 3 rương ơi? Anh giỡn á. À, thường anh đấu giờ đây, tích ra người nữa. Em đấu không đỡ dành, khi nào anh em cần em mức qua cho anh em cũng làm gì đâu. Anh Vũ đây nè. Tương Nhân Nam anh ơi. Đi Vi Vân mà mang cái mặt à, thấy dễ quê thì mất màu. Đi cho không ai biết mình có cụ à. Rồi, ba này. Xấu rừng quá rẻ. Mấy cái này mở hình xuôi nè. Nhận em ban này nó đang trong này đó. Ba anh thấy anh chửi em á. Đâu, em donut cho anh ba liền. Ba cứ yên tâm. Sao công thời đại ơi. Chúng anh em donate thì donate đi, khả mưa đấu chứ còn mấy này khả không muốn đấu đâu anh em ơi, chậm luôn lắm. Rồi, 6 xu nè anh em ơi, không ai lên này, qua tinh hồng này anh em ơi. 6 bộ tinh hồng này. 6 xu. 6 bộ tinh hồng bảo thật. 6 xu. Rồi, tiếp tục này. À, 6 bộ tinh hồng này, đợt cái quan trọng này anh em ơi. Thủy tinh nha anh em, tiếp tục là thủy tinh nha mọi người. Thủy tinh sẽ là vẫn là tính bộ luôn nha anh em. Hiện tại thì tinh vẫn là 6 bộ này anh em ơi. 6 bộ thì tinh. 6 bộ là bao nhiêu viên? 6 bộ là 9, 6 bộ 19 viên à. Ừ, cứ tính lên anh. Cứ một bao là 3 viên đó. Đúng rồi. X6 450 xu trên 1 bộ lên 10 xu. Đó. 150 xu. Anh em nào cần thì đấu để cho anh mà ép đồ đây. Đây để anh đấu cho 500 một bộ, 500 một bộ cho anh Đông Phương. Đông Phương lấy mấy bộ ít luôn anh ơi. 500 xu một bộ dành cho Đông Phương. Từng số phòng đâu ta. X3, Đông Phương X3. Anh em nào còn X3 nữa.
Cái ba anh lấy luôn chưa? 510. 510 dành cho anh Quân, Quân ít máy ít lên em ơi. Ồ, cái cây Quân nữa. Lấy hết, Quân lấy hết 510, ít 6. 510, 6 bao. 6 x 3 là 18. Đó. Tại cây Quân tôi lấy hết. 18 viên người tên. 510 lần 1. Mấy này đấu nhanh em ơi, em cần người đấu đi. 510 lần 2. Rồi. Chốt cho anh Cuốn giao dịch, anh Cuốn ơi. Chốt 510 x 6 nhân lên này. 510 nhân cho 6 bao. Anh giao dịch cho em 3060 xu. Thành tiền. Thành tiền. 3060 xu. Rồi tiếp tục này. Hàng hot trong ngày nè mày. Mấy con ngựa là bao. Mấy cái bao hộp quà công thành này tí nữa chắc phải phát cho anh em đi. Chứ cái này chia cho đi công thành ấy, chia cho anh em người hai túi ba túi đó cánh. Rồi này tiếp tục này. Anh Cuốn nhiều giờ này, tiếp tục là 6 rương vũ khí anh em ơi. Vẫn là 6 rương vũ khí anh em. 1 2 3 ok, 6 rương vũ khí x 6 200 xu trên 1 nha anh em, lên 10. Rương vũ khí 200 xu thôi anh em ơi. Anh em nào cần vũ khí đấu nè anh em ơi. 200 xu quá rẻ luôn anh em. 6 rương 200 xu thôi hả? Ờ anh lúa. Lúa ơi, đọc ra não hết chết lúa ơi. 6 rương 200 xu trên 1 anh. Chứ mà 6 rương 200 xu thì gọi là quá rẻ luôn anh. Chỗ tao đang lại biệt nha. 201. Nên ơi. 201 dành cho lượng bố bao nhiêu rương đấu lên em ơi. Ít lên giùm Khả đi em ơi. Hôm nay lượng bố ít 6 căng vậy ta. Ít 6 202 dành cho Đông Phương. Một rương một khí là cứ 202. Đó, ít lên. Tại vì mình đấu số lượng cho nó nhanh nè. Cái tầm này đấy đấu 1-1 không biết nào cho xong. Rồi xong anh Cuốn này. Sáu bộ thị tinh bằng 18 viên bằng 3060 xu. Rồi tiếp tục này. 220 với 6 lần 1. Rương vũ khí. Rồi lần 2. Rồi chốt anh Đông Phương ơi. X6 220 nhân cho 6 1.32 anh ơi. 320 6 rương hoàng kim rương vũ khí tím 1.320 xu anh ơi. Giao dịch đây. Mấy cái này mở cả đồ vũ khí này nọ thì anh em thích trải nghiệm thì đi ép hợp lý. Không chơi nhưng mà Khải mở số rương mình donate để có lương cho ba. Thôi anh ơi, anh không nãy không đấu số mình tâm thánh mình đấu rồi anh ơi. Chúng là ba cái đó thì cũng rẻ thôi, 50-60 nghìn nhiêu đó nãy không đấu. Công an tử anh ơi. Này biết sao không? Mới hôm là đứng tương dương nam ok, nhưng mà tầm này anh em đứng bán đồ nhiều quá nè. Mình phải xích qua một phát công an tử thì anh em mới thấy được. Nghe anh ơi, cho hỏi cuốn nữa. Rồi hàng hot em ơi, người ta phiến có 3 con 2 kim lên 100 xu. Rồi đấu từng con anh em, đấu từng con anh em ơi. Có 3 con nha, đấu từng con nha. Rồi 2 kim dành cho anh Cuốn. Cuốn là 3 con là anh Cuốn ơi. 2 kim. 2 kim 1, 2 kim 2. Có 3 con. 2 kim 5, ui gì 25 kim gơ dữ anh. hai kim rưỡi ok, 2 kim rưỡi cho Đông Phương. 2 kim 6 7 ngày nè mày, trải nghiệm đây nè em. Có 3 con, chúng ta có 3 con. 2 kim 7 bút xa gà chết nha anh. 25 kim xa gà chết. 2 kim 7 nè mày. 2 kim 9 2 kim 9 nè em. 2K9 càng quá, càng quá, càng quá. Càng quá, phiên đấu giá đang rất là căng này mà. Căng não lắm anh Lũ ơi. Thầy ghi danh sách ở bên dưới rồi nè. Ngựa nè. Ngựa. Bồn tiêu. Nè. Có 6 con. Để tính tiền ra từng con rồi chốt lại. Bồn tiêu. Rồi 2K9 anh em ơi. Anh lên được không? Con sâu đâu? Ok 3K 3K1 lên anh ơi.
3K1. Con sâu đâu? 3K1. Rồi ok anh ơi, không cần anh ơi. 200 xu thì quá rẻ, em tự mua vẫn được mà. Chúng là em không đấu thôi, tại vì nó chật quá. Chật rương cái đó đỡ, đêm nào mở trải nghiệm. 3K1 nè mày. Ba cái mốt lần một. Cái gì ba cái mốt vậy? Mục tiêu 3K5 luôn, lên đi nam, anh Phương lên đây, Đông Phương lên đi, 3K5 luôn nè, cho nhanh nè, mình lắc nhắc mệt lắm nè, 3K5, kéo lên trên, ok anh ơi. Em làm có em chạy. Bữa trước không biết đem ra mang bao người thường nữa. Nếu còn ngựa này 3,5 kg thì ngay 500 xu, trải nghiệm tốt, vui, đẹp. 3K5 lần 1. Em đấu đây chứ anh em đợi danh là lần sau không có mua đâu nha. Còn 2 con thôi. Lần 1. Lần 2. Đó, con ngựa đầu tiên sẽ sức chuồng. Đây, chốt cho Khải này. Lần 3 nha anh em. Rồi, chỉ ghi danh sách thôi. 3,500 xu một con đầu tiên. Rồi, tiếp theo con thứ hai. Con thứ hai chúng ta sẽ bắt đầu, đó là vẫn là 2 kim. 2,000 xu, lên 100 xu. 2,000 anh em ơi, 2 kim. 2,5 kim. Anh nhắn lại cái nick của anh rồi mà, đúng mà. 2,5 kim. Em giữ cái điện thoại rồi. Ôi mạnh luôn. Đó, đẹp trai chưa? 1,5 kg anh em ơi. 2,5 kg, 2,5 kg anh em ơi. Hai đứa bay xuống dưới. Xuống dưới nè, xuống dưới sao đâu vậy? 2K6. 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 Đánh bài đâu nha. 2K6 anh em ơi. 2K7. 2K7 dành cho Đông Phương. Ok anh. Lên đi anh ba. Lên đi anh ba. Hai gì vậy? 2K7 rồi anh ơi, 2K7 rồi. 2K7 Đông Phương rồi. Em ghi giùm nha, 2K7 Đông Phương. 3K5 một con anh ơi. Trời ơi, em đâu có ghi ít đâu. Đấu một con mà. Nói trước khi đó là đấu một lần một con mà. 2K7 cho Đông Phương, lần 1. Lần 1. 2K8. Rồi, tuần trước đấu đến 4,5 kg rồi, lần này đấu anh em đấu ít quá. Tuần trước nữa anh em Khải đấu 4,5 kg đó, ít đâu. 3 kim. Mạnh dạn lên em, mạnh dạn cái tay lên. 3 kim dành cho Đông Phương. 3 kim lần 1. 3 kim lần 1. Nói lát pha sao là tranh với anh ba đó. Rồi. Thôi giờ. 3 kim lần 1. 3 kim lần 2. Lên. Rồi ok. Chốt anh ơi, giao dịch anh Đông Phương ơi. Đang chạy thích thố này, phải cố đấu quá. Ừ. Đất quá. Đường buôn đang cần quá. 3 kim, con thứ 2 3 kim. Con đầu tiên là 3 kim 5 nha, con thứ 2 3 kim. Tiếp tục con cuối cùng. À, con cuối cùng. Anh em tôi tàn sát, anh ba anh cuốn mà tôi tàn sát. Tàn sát Gia Lâm. Lần lên 100 xu. 2 kim 5 dành cho Tam Thánh. Đừng hỏi nước biển lại mạnh hả? Đừng hỏi tại sao nước biển lại mạnh. Đừng hỏi tại sao. Nước biển lại mạnh. Ơi. Anh tuyên bố anh ba đó bao nhiêu anh cũng bỏ. Hai kim năm. 2,5 kg lần 1. À anh Tâm Thánh tới giao dịch tiền dòng luôn này. Em ghi dòng. Dòng. Sáng AK cây. 55 kim nha anh luôn. Bút xa gà chết à, bút xa gà chết à.
bị đàn áp. Rồi, 2-5 lần 2. Rồi, con này sẽ rất là nhẹ lên em ơi. Càng ngày càng nhẹ lên em ơi. Rồi, chốt anh ba ơi. Đấu gì á? Đấu mục tiêu. Rồi, anh ba kim nữa là 5 kim 5 tâm thánh rồi. Tiếp tục, ba con ngựa tiếp theo. Đó là con phi dân. Diễn hay là thời hạn? Thời hạn 7 ngày anh. Phi dân. Khánh tất cả 5. Ba con. Con phiến tay giật. Rồi. Con này thì một kim cho anh em lên nhẹ nhàng thôi anh. 500 xu thôi. Thôi trong này thì 500 xu được. Không chứ mình đó 3 kim rưỡi đó. 500 xu thì sao mà có lương anh em được con lúa. Okay. Phải đó cho anh em có lương chứ còn con người 500 xu thì rẻ quá. 500 xu 7 ngày tính là ngày chưa được 100 xu luôn. Quá rẻ quá bèo. Ít nhất phải một ngày 100 xu là được. Một kim dành cho Lâm Thiết Nhạn. Ôi, tâm thánh thiếu thâu thâu nên chùm sâu đợi tới anh ơi, vui lại anh ơi. 1 kim 2, 1 kim 3. Khánh tất cả anh em nha nè, vui lại anh ba. Thôi nên chùm sâu không nói sao em biết. Rồi. Thôi nên chùm sâu, xong. Xong 3 con bông tiêu. Giờ nó 3 phi dân. Đúng rồi. Rồi xong nha nè. 1 cái 3 là 1. Có 3 con anh ơi, có 3 con anh ơi. 1 cái 3 lần 1. Cái đó lấy lần cho xe luôn á. Đẹp luôn. Người ta hạng như tay Huỳnh ơi. Lành ơi lành. Rồi. Giao dịch Nhạn ơi. Qua Vĩnh Lạc Trấn lấy thông tin giùm anh cái. Giao dịch Nhạn ơi 1 cái 3. Con đầu tiên 1 cái 3. À, lá giấy thiền tinh 1 với thiền tinh 2 luôn đó. Huyền tinh thì từ từ anh ha, hiện tại đang bị cạn kiệt rồi. Để chút Lan ơi, một cái ba tiếp theo. Con tiếp theo anh em ơi, con tiếp theo anh em ơi, một kim lên anh em ơi, con tiếp theo. 1k3 mai anh bảo. Con này lên ngựa hay xuống ngựa đều có cá tất cả nha nam. Bông tiêu này nọ cũng dạ nha anh em ơi. Lên ngựa hay dưới ngựa đều có kháng tất cả nha anh em. Đẹp đẹp. Đẹp như hôm nay đẹp ạ. 1k3 lần 1. Ôi sao đẹp đồng lộn bên kia rồi. 1k3 lần 1 anh em ơi. Ok. Phiên đấu giá này trận công thành hôm nay anh em ạ. Nhớ giùm anh nha. Trận công thành hôm nay thì thủ được Lâm An, Tương Dương, Đại Lý và Thành Đô. Bốn thành Ngọc Thủ Lê ơi. Này. Ơi ơi. À, để bên kia vừa bảo chị cho mình nào vô hết em mất mẹ 45 kim. Nửa chuyện hết 45 kim nói hay dữ ông. Bảo ở đâu liền. À, bảo chị không xong rồi hết 45 kim. Nhanh vậy. Ừ. Má nhanh giả mà. Nick của mình rồi. Chị. Kêu Ado chết. Kêu Ado chết thử ơi, làm như lại như thế nào. Kêu Ado chết rồi. Em kêu Ado chết rồi. Chết Ado vô là đang canh cấp. Coi thử có build mua bán không ạ. À? Nick mình mà đỡ ai biết chờ 8614. Còn thâu đang xem, dặn như đang xem bên thằng đó nó có bán ai không ấy. Giao dịch anh Cún ơi. À mấy nhạc á, ok. Quên lộn anh Bảo. Rồi con cuối cùng em ơi. Chưa thấy nên là không biết ai giao dịch này. Tôi mà đây rồi. Chưa thấy, đây giao dịch 1k3. Nếu mình không đọc xong mình không đọc xong mình lại lấy tu mình phát lại không hết một tu. Trời, từ nó phát lý lại cho em yên tâm. Không, phải phát hiện số thì được, chứ phát hiện chỗ nó vậy nó mà tuồng là như sao? Nó chưa bán thì làm được. Ado đang khó hạt đó, ok rồi, chưa bán là tốt rồi. Nói chung là Ado hiện tại là đang check cái view thử nó có dân là nó có bán cho ai hay không qua Ado hay không nữa. Yên tâm, nó không lấy được gì đâu, nó có lấy giao dịch gì. Nhanh Lan ơi. Lan, đi đâu vậy? Giao dịch 18. Một kim nhờ nhanh Cún. Trời ơi anh em. Một kim cho anh Cún. Con này lại quá rẻ. Lên. Một kim lần 1.
bên dịch anh lành. Dạ dạ dạ. Thằng nào anh? Linh Nhiên, anh bên giao dịch á. Em cứ giao dịch lên. Một kim lần hai. Rồi, xong hết rồi, khỏe. Là bao này ngày 8, 3 ngày. Hiện tại lúc này bao nhiêu người cũng thành. Rồi, giao dịch anh ơi. Nhìn cuốn này, một kim. Xong. Rồi, tất cả xong. Rồi còn gì thiếu sót nữa không? 23 gì nha lành, chờ anh xí, chúng mình kêu qua giao dịch tiếp. Khai đấu ít tinh hồng để giành lãnh đạo thôi. Một tháng. Ok, 6 bộ. Xong. Lợi bao này ngày mai sẽ phát chủ nhật sẽ phát lương cho anh em lợi bao công thần. Rồi anh em gì online anh em ơi, gì nhận người rồi bao nhiêu người đây, phát cái túi này trước này cho đợi nó hết hạn này. 1, 2, 3 xém ra đường, xém phát ra đường phút cuối nó dồn gì hết dương châu, nó ăn được dương châu hầu nát. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 26 người đánh công thành chiến. Rồi anh em 55 chị 26. Mọi người mới mua anh đó, lúc mới mua ngỡ đúng không? Mọi người giờ nhận hai túi chơi anh em ơi. Hai túi này thì lấy kinh nghiệm thôi anh em, chẳng gì hết. Còn ngày mai mới bắt đầu phát lương anh em. Cái này nhận túi đợi nó hết hạn rồi anh em ơi. Thì vì nó gần hết hạn rồi, có 3 ngày thôi. Nhìn nhận anh em ơi, ai cũng được nhận hết. Nhìn nhận anh em ơi. Nhìn anh em ơi. Đúng rồi Khăn Lê ơi, bên kia thì nhiều rồi. Anh em mọi người nhận hai túi cắn cho nó thơm rau anh em ơi. Cái này cũng lấy kinh nghiệm, không có lấy gì hết á. Một ngày cắn một cái, một ngày cắn một cái, cứ vậy thôi. 30 triệu. Lấy luôn nha anh em. 30 triệu thôi nè, ngày cắn một cái. Cắn đi lấy đi anh em ơi. Để nó hết hạn. Có 3 ngày thôi. Không không, cái này không cần tiền dạng đây. Cái túi sâu em mới phát tiền dạng. Mới cần lấy tiền dạng. Này không cần. Người hai túi cắn anh em ơi. Ngon ngon ngon. Một ngày 30 cắn triệu. Cắn đi qua ngày cắn luôn kìa. Đúng rồi, cắn xong qua ngày cắn tiếp. Mọi người giao dịch một lần nha anh em ơi, em không có điểm danh cái này nha, anh em tự giác nha. Người một lần, một người giao dịch hai cái giúp em. Còn ai tới sau thì hết rồi anh em, tại vì cái này cũng không cần thiết lắm. Này giao dịch anh em có ít kinh nghiệm, giao dịch Đông Phương này. Ai chưa giao dịch anh em ơi. Qua ngày mới anh em sẽ cắn tiếp một cái nữa là anh em được 60 triệu, đó, không được 60 triệu. Thế là lý, kẹt giao dịch, kẹt giao dịch. Đây anh Tâm Thánh này. Vũ đạn có cần đâu. À, anh em cứ bật giao dịch đứng đợi em giao dịch hết. Lúa giao dịch này. Ok. Nãy trúng bánh gì mà sao vui quá, nãy giờ cừ là làng rất hoài. Cừ hoài á. Rồi vũ đợi nè. Chắc vợ tối, chắc vợ nó gạ tối chơi thu nhún rồi. Em ơi, anh vào đây. Bố trẻ này, bố trẻ duyệt này. Này nhận cắn liền luôn em ơi. Này không phải lương đâu. Cắn cho vui, mai mới phát lương, gom tiền phát lương. À, hiện tại anh em nào nhận lương 5 ngày thì inbox Khải tiếp tục nhận lương 5 ngày nha anh em ơi. Ngày 31, 1, 2, 3, 4 nha anh em. Hồi trưa anh em nhận rồi, vũ đỡ phát rồi thì thôi. Còn ai chưa nhận thì về Tương Dương Nam inbox chắc lên nhận luôn anh em ơi. Ok, đợi anh tới anh ơi. Để em phát hết cái tour này xong xuôi đầu đó sẽ bắt đầu lương 5 ngày. Anh nhận đây. Ai cũng nhận lương 5 ngày thì ở lại. Rồi. Cuốn nhận túi anh cuốn này. Ồ, chết rồi, ai cho anh ít lỗi lần chung cơ. Nhưng hết lỗi lần chung rồi, bữa giờ nhặt đúc cho bàn qua hoàng kim không à. Rồi, tiếp tục này. Anh trai em trai Huy này, Huy trai em. Cho anh bỏ lần chung ra. Chung em không có. Anh đôi bán ngựa đi anh. Rồi, tiếp tục. Rồi, ok. Android nhận hai túi cho ta. Ở đây em sẽ lấy quả. Rồi, ok. Dù đó là lương phụ lương 5 ngày nè. Đợi chết anh luôn.
Phong ca đâu, Phong ca ba bao rồi, về nhận mấy cái túi này anh em ơi. Lấy kinh nghiệm này. Qua ngày sau, qua ngày sau cắn tiếp. Lương 5 ngày, quay là lương 5 ngày. Ok này, quay là lương 5 ngày này. À, chào anh này. À, nghe rồi. Quay là lương 5 ngày. Tâm ta, Tâm Thánh. Tâm Thánh nhận lương 5 ngày nè anh ơi. Ghẹ ngáo 400 xu này. No mod 500 xu này. Đang bán kìa. Quanh kinh 100 xu này em ơi. Tình anh em 300 xu. Quay quỷ kiếm nam 400 xu. Ôi quỷ kiếm nam này một ạt tay thôi. Anh Vũ đợi chấm nhầm rồi. Quỷ kiếm nam 200 xu. JWK 200 xu. Anh Vũ chấm nhầm này. Tâm Bách Đà này. Tâm Bách Đà 200 xu. Vũ chấm nhầm 4 người này. Bình đen 100 xu. Android là 300 xu. Hộp 3 100 xu. Rồi anh em nào chưa nhận thì nhận em ơi. Tình anh em này. Tình anh em là 300 xu này. Tâm Thánh 700 luôn nè anh ơi. Cuốn tâm chân luôn đi. Cuốn tâm rồi. Nhìn xem anh nhận chưa. Để em coi đợi tí nè. Tâm Thánh với Tâm. Tâm Mách Đa. Tâm Mách Đa là... Từ nhìn lại này. Tâm Mách Đa. Tâm Mách Đa 200 xu anh ơi. Rồi Tâm Thánh 700, Tâm Mách Đa 200. Anh Thói lại 100 anh Tâm Thánh ơi. Ừ. Đó em đánh dấu vô ngay. Anh cũng chưa nhận. Đúng rồi đem tới. Hoạt động thì có Tam Thánh nè, 700 nè, Tâm Mách Đa nè, 200. Rồi Thói lại 100. Cái đó đỡ ít hôm phát không thành mới phát anh ơi. Rồi anh cuốn rồi đó anh cuốn nè. Anh cuốn còn chưa lạnh rồi. Cuốn pin hồi trường còn lạnh rồi anh ơi. Ok. Rồi những anh em nào có tên nào tiếp tục tình anh quên là ông Android hoạt động được 1, 2, 3 buổi. Android được 300 xu anh ơi, giao dịch luôn anh ơi. Android 300 xu. 31 yên rồi không rồi. Bây giờ anh ơi. One kin này em ơi. Ai có one không rồi. Em lấy hai là công hạnh chứ là một lương là một kim rưỡi, một kim mốt nha anh. 1, 2, 3 là sao, là sao? Đấy em ơi. Tuần rồi em chưa lấy, tuần này em tuần này chưa phát mà em, tuần này chưa phát mà. Thì tuần này chưa phát, tuần này. Hiện tại tuần này chưa phát, từ em. Khi nào phát anh sẽ phát. Nè bên này, Onkin này. Onkin lương, anh đọc này. Onkin lương 5 ngày, hoạt động được 1 buổi, 100 xu này. Đó, cứ từ bình tĩnh, 100 xu này. Rồi, lương công thành vừa rồi là chưa nhận 500 xu này. Là 600 xu. Là xong. Đúng rồi. Chứ còn cái lương này thì ngày mai chủ nhật anh mới phát mà. Anh phải vô danh sách này. Đây. Anh kinh đủ nè em. Nãy tiền dạng đủ không em? Nãy tiền dạng đủ anh. Ok, rồi, anh kinh xong nè. Nãy tiền dạng thiếu đủ vậy, không có cần bù đâu. Ồ, anh kinh này, em giao dịch thì anh đưa thêm 2 túi này, cắn cho nó vui. Quên. Bây giờ lại em ơi. Đó, cắn lấy kinh nghiệm không trả làm gì. Ở đây 5 cái, 18. Cắn được 3 ngày rồi anh em ơi. Đỡ là hết hạn. Ai, còn em nào nhận lương nha, anh em về nhận lương 5 ngày. Anh em nhận lương 5 ngày nè em ơi. Xôn sao, không sao quá anh. Hãy chấm cái nồi bót hôm nay. Anh Cuốn ơi. Evan là 7 kim anh ơi. Em trả 500 xôn này như đủ nè anh Cuốn ơi. Em xong cái này nữa. Anh Phong, anh Phong cao ta, Phong cao gì lấy mấy cái nớ nè anh ơi. Mấy cái lớn này. Chỉ vào được 3 áp. Vào áp thứ 4 cái là nó đi cột thắt hết. Thế. Không biết, đây đang bỏ lên. Áo kiểm tra. Từ lúc không thành công phát là bị nhiều. Mất cả phần đồ này. Nó bảo là khả năng ta bị treo một cái áp nào đấy. Hãng treo. Mà treo thì mình vào làm sao được đúng không? Bây giờ thử rồi, 4 áp vẫn vào bình thường nhưng mà vào 3 cửa sổ không sao, vào cửa sổ thứ 4 là đi. Reset máy xem, reset máy xem. Từ anh reset rồi, rút cả dây mạng các kiểu rồi. Bot 22 giờ cộng Phong lân độ. Em bị còn dư một bộ, em giữ dư mấy chục bộ đây, em đưa em đi nữa. Em xin. Rồi
Lúc nãy anh em ai đi phong độ đủ nãy nãy mình quên chấm lại cái căn phong độ cho anh em rồi ta. Phong độ lúc nãy thầy chấm trong này thì đủ rồi, còn cái phong độ rồi. Phong độ thì chưa kịp chấm cái công cho anh em rồi. Thôi lấy hẹn cái công thành, lấy hẹn cái công thành bước xuống luôn. Anh coi lại like đó là ta. Không, sao coi không ra được hết. À nãy anh lên xe lên thuyền vô đợi, nhớ giùm em vô đợi. Nhớ không? Lỗ nè. Lỗ nè. Ừ. Anh ba nè. Rồi à. Ờ. Ai có dự án đưa vào không chứ? Nhớ nè, tài võ. À. Bon 2 à. 3. Em, rồi đến đọc lại này, lúa này 4 này, tam tam phong 4, tam thánh đúng không, tam thánh 4 rồi đúng không, gọi đầu 4, rồi tam mắt đa 1 này, rồi nãy có onkin 1 rồi đúng không ta, onkin đâu có đi đầu 1, nhớ có một người a à, tài võ 3, tài võ 3, có 3, bon 2, bon 2 rồi ok xong, nhớ hết đó, rồi anh em nhận lên bài luôn em ơi, trả tiền lên bài, bon 2. 2, 4, 12, 16, 10, 16 với 4 là 20, 22 lần bài. Lần bài, bình. Chung là nhiều cái làm hết cho đỡ nó lộn xộn. Rồi, anh em vừa nhận lần bài hôm nay. 440 xu. Phong lân độ 23 giờ, trừ 420 xu. Rồi, 440 xu với lộn. Đây, 5 tháng 8. Đây, nhìn nhận anh em ơi. Tách xu, đổ, đi đổ xu. Chặt rương dưới ta. Tôi cắt mấy cái này lại nè. Rồi, chung là tính phiền đấu giá này cho được coi. Tính phiền đấu giá này bao nhiêu kim anh em một hai chút nha. À, anh đang cây 5 kim này, chưa giao dịch này. 5 kim cộng 3 kim dòng tâm thánh, cộng cho 6 rương trong bảo 600, 600 tinh hồng cộng 3060 thủy tinh cộng 1320 rương vũ khí tím cộng ngựa 3500 3000 cộng cho 2500. Rồi lương lần này anh em nhiều quá. Lương này hơi bị ngon nha anh em ơi. 1300 và 1 kim. Thu được từ công thành là 26 kim 180 xu tổng. Ủa rồi. Ôi, chạy không nổi quá anh ngoài dài mày. Tổng. Hả? 261 tổng xu. Cộng 320 túi. Số xu. Đổi quá trời nè. Bình 16 điện thoại này nó anh không dùng được. Hoặc Khải kia đổi sang số Khải của anh ấy. Ok, đó nè, gọi đổi số anh nè. Sang số anh này. 0971. Đợi gửi qua, đợi không bị lộn. Đợi gửi qua. Gửi qua gì khỏi bị lộn. Rồi. Ok chưa? Rồi ok anh em ơi, hiện tại bây giờ đấu giá là xong anh em ạ. Và lương kim thì ngày mai sẽ bắt đầu là trích ra phát cho anh em. Mới này khai đơn là khai cho anh em mua lại. Rồi ok xong. Sao cảm giác bị thiếu ta? Vừa rồi thiếu cái thêm thử có ai Đúng rồi, lộn vừa rồi thì boss trên thuyền thì là 600, đi ăn boss thì được 400 thôi, nhưng ai chưa giao dịch boss, rồi Khải kết thúc video đấu giá ở đây nha anh em ơi. Và đấu giá như vừa rồi Khải có thống kê thì đấu giá được là 26.180 xu nha anh em. Đó, và cái này sẽ phát lương cho anh em 26 người tham gia.